các bạn. Ngày hôm nay trời hơi mưa bão cho nên hai mẹ con mình chơi game đi. Chơi game cho vui. Bây giờ con muốn chơi trò gì? Lắng ông bắn. Lắng ông bắn hả? Rồi bây giờ con mình chơi thi không? Okay, bây giờ con chơi trước, mình chơi sau. Ai nhiều điểm hơn người ta thắng. Thi 3 ván, ai thắng 2 ván người ta thắng. Để ai chết? Chịu không? Chịu chứ. Chịu, rồi con chơi trước nha. Dạ. Rồi tôi coi chồng mình tăng nhập cái hả? Rồi mình chơi con chơi. Rồi vô đi. Chưa gì hết mà để con bự. Vậy chứ chưa gì hết nè. Chưa gì hết mà con bự nó lại kìa chứ con đó mày. Đó mày. Cơ chưa cái gì hết mày. Chưa. Ê con cam nè kìa. Con cam sao giống nào với con mày vậy? Hỗ trợ này phải nhớ ăn nó dài. Bắn. Dài lên. Ok. Kẹo bánh. Không bị đã thì trăm. Ồ, có ai chết ba ngày hút? Chưa ai chết. Hả? Chưa ai chết. Sao có một bạch bắn ở đây vậy? Nó bị biến bớt hết cái bắn rồi đó. Nó bỏ lâu quá nó bị biến bớt hết á. Đó mày. Á, hút con này chết kìa. Chú kìa. Kìa lại cái hút chụp kia luôn. Hút. Ồ. Mình hoi cua, thấy ai ăn còn dư mình lụm. Bây giờ ăn hết rồi. Bánh. Chưa, họ bia dài cho họ. Ở đây không có ai hết mẹ. Chưa, con mèo gì nó nằm đẻ quá trời. Mèo kìa, nó nằm đẻ chúa hiệp nha, đúng mẹ. Hãy vô trong giường ngủ đi. Ê, uống đi cho nó lớn ấy. Bằng năm bằng một hả? Năm bằng sáu chứ, đó phải. Hỏi sợ nó kìa mẹ. Ba lần bạn có cái năm với bảy không à? Tô to hiện nè mẹ, thấy hình đi dài cho nhìn nè. Gơ chưa. Chạy chị ạ. Rồi, wow, con kìa, con bự kìa, giết con ập, giết con này trước. Chết, hút. Hay. Wow. Đọc sư vàng ấy. Ghê chưa. Trời, đi bộ hiện. À, bị riêng giết hình đi được đây, đó mày. Trời nào chết tay, đó mày. Mới cho mày kêu chừng là chết. Nhi. Giết. Ê, mới nói chừng mà chết hả con? Chừng nào chết? 1200. Rồi, giờ tới lượt mẹ. Đi chơi coi. 1200, chừng nào chết hả con? Là ai vậy? Là con đó. Rồi, tới lượt mẹ. Rồi, bao. À, sao mẹ nhỏ xíu gì trời? Mới vô nó nhỏ vậy á. Thế? Chưa. Con muốn to, con muốn nhỏ lắm. Từ từ nó to. Sao to rồi cùng lâu cái to. Thì chồng bảo anh. Ý, trời kìa, nguy hiểm quá. Mày chắc em đó, mày chưa dâm chiếc mấy cái con bự vậy đâu. Này một điểm mà mẹ. Không có cái bằng con đâu. Thế từ từ. Ở đây là cái đường của nó, đó mẹ. Ở đó là cái đường của nó, đó mẹ. Trên dưới là cái mặt. Đó mẹ. Ai chết vậy? Ý, ai chết thì hút. Ê, ở trời đông á. À, chơi, mình lái kiếm á. Ê. Không kéo, đó, con là tự chết. Đó. Ê, nhớ kìa. Không, tầm nhiều nó chết á. Không mày, đông là khu lại. Không, trời con bùi này chết nha mày. Trời chết lâu lắm. Chết nhanh quá. Chết nhanh lắm. Ý, mình định thêm mấy bụi sẽ có những con nhanh lâm nha. Ê, giúp kìa. Sao giết được nó? Đó. Nó lòi cái đầu nhưng mà nó... Ê! Nguy hiểm quá. Nó cho lòi cái đầu kìa mà mẹ không giết được cái đó luôn. Mà hả? Ê! Con đi cho nó lớn ơi. Ê! Hay. Đầu sao? Hay chưa? Bị nói là mà. Tự nhiên mình chơi thua. Bốn thì mới ván một bị thắng. Đó là ván hai. Ván hai. Quá.
ăn chưa? Thầy bị ghi nắng kìa. Cho mà thua con nít nhục quá. Thầy để mẹ không muốn đi hai lần chơi hồi qua hồi bé. Tâm chúng ta nhìn nhau đâu cho tâm cái tới nhà ra cho bộ. Hồi qua con hai hay uống bia. Bia bê căng căng lo tâm ghen tới nhà ra cho bộ mẹ thấy không? Mới vô hơn uống không? Hơn uống không? Dưới nhà bán này chắc nguy nguy ông khách nữa rồi. Cái số không hơn gơ. Hãy đi là hãy chắc. Hãy đi bữa ra nhỉ. Ba trăm chín mươi sáu rồi ra tới lượt mẹ. À qua hai mẹ con chơi game của bác. Trời ơi, đưa quá trời luôn ạ. Hồi nãy mới nói là chừng mà chốt đây cái xong cái ngát bây giờ cái bé thứ hai mới vô cái là à, là xem ý cô đất cá cóc mẹ nó mua được con kìa kìa mẹ ra con cá cóc ạ. À trời 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 cái gì vậy? Đó là tôi còn tại sao người ta họ cứ mua những cái con họ khác nhau trang trí cho đuôi của họ khác nhau biết không biết để cho lỡ khi mình nó dài ra thì nó không còn bị nhầm lẫn với những con khác. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó mới viết con đó xem hả? Cái gì? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì lẹ dưới trời? Cái gì lẹ? Sao mẹ đi ra mà con lấy bộ đông luôn. Cái gì mà cười dưới trời? Ê, mẹ giúp đừng nhỏ con đá không? Con đá là con cắm mắt à. Ê, có cái gì nhỉ? Nhăn năm, anh cho điểm cho nó cao lên. Rồi ván này mẹ thắng đi rồi, ván này biết sao không? Hồi nãy có 300 mấy điểm, bây giờ mẹ tặng 800 mấy điểm rồi, bây giờ có thua bây giờ bạn thắng không? Đó có thể là cái lực của mẹ là bao nhiêu điểm nha? Mẹ có chấp mấy điểm à? Mấy cái con mà lắc léo lặng lặng như vậy thì mấy cái con nó mạnh lắm. Đâu, mẹ hút. Nó mạnh lắm cái nó nhào vô con kia nó chết ngắt luôn không biết. Ủa sao con nói như nhào con bụi vậy? Mà con trời em có con gì vậy? Mình giúp nhỏ được con đó không? Hả? Uống bia đi. Uống bia. Ôi giúp đó đi. À, mà thấy giờ nó dự định giúp mẹ chưa? Không? Dù con mày nó ngây vô chị. Ngây vô chưa? Ngây thì nhăn. Ồ mày cách tao. Giờ tao bắt con mày nữa. Em đừng có bái nữa kìa mà. Hai cái con này. Hai tụi bay chơi với nhau rồi. Tao không chơi tụi bay đâu. Trời hai đứa đó tầm lộn nhau với mày. Mệt quá. Ủa chị chết mà. Hai đứa nó chơi với nhau luôn rồi. Dạ con đã chết rồi nên nó nhỉ. Ao. Con nói nghe nghe. Cô hóa hai con nhỏ lại chưa? Rồi rồi. Con nhỏ mi cái ổ ra tầm mà cầm tóc không mà. Cái ổ đó tầm con cầm tóc không mà mẹ. Mi cái ổ ra. Mẹ con nhỏ nhỏ là con cầm tóc đó đó mẹ. Con chút xíu là con. Ngu quá. Con mẹ không phải dùng chuyện vừa đâu nha. Ô mà ơi, mẹ nghe chán gà. Con không phải chuyện vừa đâu. Nó ngây gớm nhỉ. Cái gì con cầm đó nó ngây lắm. Nhìn mà cái con cam này gớm. Tại sao mẹ bị chìm bị chết? Nhìn mà cái con cam lắm nha. Ủa sao mẹ ôi cho ô lấy con bụ đó chứ vậy? Lấy nó bắt con bụ hả mẹ? Mẹ con bụ. Sao cái con chuột nó bị sao nó cứ cầm lẹo cà lẹo nha. Ê 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
Xong người ta đổ không nhập cái con canh này, con canh này nghi gì quá. Hả? Để nó không chơi rồi mình ta có dí nhờ không đi. Ừ. Ủa đây là của con nhỏ mà. Rồi xong. Đấy cho. Hồi qua mới thấy. 4.300 tổng hơn bi. Nghe mẹ rồi ẻ hồi qua con. Rồi mà hai mẹ thấy mặt hai mẹ. Hồi qua mặt ba biết đâu. Action. Wow, anh ấy chín nhất. Dạ hồi qua con chỉ nhà không được chơi trên đó. Tụi đó con chó con nhỏ này mẹ đi. Mẹ đi lộn rồi. À tới được con, chơi đi. Ý da. Màn ba là người ta thắng thằng Bi. Bây giờ con muốn là màn ba là màn quyết định ai là người thắng nha. Ý. Con đó con cao tóc lên nhài lắm. Nghe bắn to luôn á. Con đó con cao cấp ba mẹ con lắm con hù sao con thằng Bi nè nhỏ xíu là sao bao là có đá được nè. Ồ 100 điểm nè. Cái gì vậy, cái bé gì đây? Chết rồi kẹp hút kìa, hút bà gì vậy trời, hút cứ chút vào mà nó cũng đó hả. Chô đó chô 100 điểm đi. Ra nữa nè. Còn á. Trời ơi, cô đo nhài quá ạ. Thôi cho hai tầng em. Còn nó đo chạy tới với con thằng ông giết Bi đồ. Hả? Thôi bây giờ mình giết con cho nó chạy tốn. Hả? Chú, ui, chắc là chồng chồng nhập Bi. Có. Trời, hai Bi mở chưa? Quá. Kìa, hả? Hút. Kìa, nó chết rồi kìa. Quá. Chú, anh chàng may mắn quá. anh chàng may mắn. Ừ. Anh chàng may mắn mà mình giết mình đi. Giết mà mình giết lại. Yêu. Còn một xíu mà mình giết mình bây giờ. Ra nghe cục tạc. Dạ hút. Cô bị 18 điểm hơi nghẹn luôn kìa mẹ. Đúng mẹ. Bây giờ bị to con mẹ lúc nãy đó. Quá. Nữa kìa. Bị quắn thôi kìa, hút. Kìa đó con chết kìa. Đâu? Đó, thấy không? Anh ấy không chịu hút. Nữa cho con hút xong. Trời, con đó đẹp à. Con đó có trái tim luôn kìa mẹ. Mẹ thương nghĩ trời. Con thằng Bi bụ lắm mà. Để con vàng nó dung trái tim của Bi á. Chứ hồi nãy con vàng nó có trái tim á mẹ. Tim gì đâu? Thì có hồi nãy kia. Cái này hồi xong nó lì cơ nha. Cái gì dài quá à, cái dài nó lì gưa á. Mẹ con nè tái bắt tim. Cái tim gì đâu mẹ ta thấy, cái tim gì đâu. Đó. À, cái tâm biết của ta là gì đó, cái tim. Hả? Con biết ra bị chưa lắm cái mẹ. Ừ. Chưa lắm lắm lại. Ôi trời ơi. Con biết ra bị chưa. Giết quá cái gì á. Hãy chưa, hãy đi là hãy chưa. Hãy giết thằng Bi là mi giết lại đó mẹ. Con nít ta nghe được chưa hiểu mất mẹ. Con nít ta nó có chữ nó có cái ta đi nữa kìa. Con nít ta là cái an toàn nữa mẹ. Con nít ta nó giống cái con mà. Dạ em hợp anh nói nó không giúp ta là những hai con mẹ nha mẹ. Nó hai con nó đi hành mẹ có ta đi mà. Hình như đâu có số gì đâu đó mẹ. Đi chơi vừa ẹn mà đâu có chơi số đó mẹ. Con má con đó nó chơi giỡn nó có số chứ. Ý dạ. Mừng một xíu. Con chi phí ra con cà cốc đó mẹ. Sao con biết nó không cà cốc? Dạ con mua đồ ạ. Mua đồ. Ờ con mua đồ. Trời mưa to quá. Con mua đồ con lắng khác á. Con lắng khác nó chơi dỗ quá nên nó mua đồ con xúc hàng của nó mẹ. Ờ, ý, đưa chưa quá à, cho biết có thế. Ủa, tao có nhạc không? Giống con mà. Quả? Cái gì vậy? Cho con đó đưa chưa quá hai con này luôn. Trời, má con đưa chưa quá. Trời, nè mẹ im tí à, đi bố không? Mẹ im mà bộ im đi. Cái gì vậy? Sao ra con bộ đây? Trời quá.
thấy 500 nữa. 500 thì có còn mấy trăm cho phi chốt à? Đâu. Ê. Đâu. Đậu xong. Chô, con nhà nặng quá. 5.500 thì mình rối rồi, giờ bán được mẹ. Đó là mình phải thắng phi, mình không thắng phi là mình thu phi. Chứ sao nữa, không thắng là chua. Đúng không? Mẹ nốt. Đúng xác. Không thắng thì thua. Dâu nè bấm. Ấy ủa hồi nãy con hát gì á? Mẹ con hát gì á mẹ? Gặp đâu anh nó? Không biết. Anh kia đây. Không có đấy chị em. Có gì gì á? Có gì á mẹ? Mẹ có hồi ra con hát cái kia thương đó. Có gì á? Chuẩn bị mẹ chết á. Kìa lắm. Chị mất cầu luôn nó cũng là cũng mẹ lớn chị nhanh nó hai nhớ dạ sợ nó đi nó không giúp mẹ đâu nó lão quá thêm cái cô được con dâu con đã lớn có khi luôn rồi chào mẹ thằng mi con bự ra hả mi con bự bây giờ tấn công không nói nữa mệt quá dạ mẹ tấn công rồi mới thắng được mi chứ giờ không tấn công là thu mi mẹ chờ con buồn sớm nha mẹ chờ mẹ sớm lâu lắm không chết nhanh lắm tôi cũng bệnh sớm rồi là mẹ hút lần hai đi đúng này ừ đúng đúng rồi hai con quý này nên đi giết mẹ hoài là ủa không mẹ đâu hả chết mẹ chết mẹ con vừa định giết mẹ hả hồi ra mình đi giết không được hồi ra mình đi giết được con nhỏ luôn đi giết cậu con bụi chạy ra mất cậu hả không biết tôi cũng một đây tôi cũng một đây con bụi chạy mất cậu nhiên này nó chạy bắt con bụi khác này khác con bụi cà lim à con bụi cà lem á con bụi cà lim chưa hấu con bụi à tôi còn nhớ gà mày tao chuyện như đây xảy ra mẹ tôi bây giờ hả nghĩ mình chơi thua con nít nhột quá hầu lá ăn con nhột quá hầu lá cái chè chè lem đấy không nghĩ là có cái con mà đâu tâm mình nó nhào ra nữa hầu lá có nhào nó nhào ra rồi mà mẹ không giúp nó thôi bây giờ nói chung là cuộc chiến kết thúc mẹ thua đi đánh để mình giả đầu cho thua con nít nhục. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cái tim nữa chứ, trời nhớ phải tim cho cô Vi nha. Rồi, bye bye. Bye.